chào quý vị và các bạn. Liên tiếp những ngày gần đây, ở các tỉnh phía Nam đã có mưa dông trên diện rộng. Nguyên nhân là do lúc này rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 11 cho tới 14 độ vĩ Bắc vắt qua khu vực Nam Trung Bộ, lại kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình cho đến mạnh. Cả hai hình thế tác động cùng lúc khiến cho mưa dông diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì đến hết ngày mai 27 tháng 5. Mưa dông với lượng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to tiếp tục xảy ra trên diện rộng, với lượng mưa ở Nam Trung Bộ phổ biến từ 80 đến 150mm, ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 100 đến 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo cũng nằm trong vùng có mưa lớn với lượng mưa ước tính từ 100 đến 200mm thì khả năng ngập úng ở trên những tuyến đường trũng thấp, cản trở đến giao thông đi lại sẽ tiếp diễn như những ngày qua. Thời gian mưa kéo dài cả ngày, cục bộ sẽ có điểm có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị nên chủ động trong các sinh hoạt hàng ngày, tránh để mưa dông gây ảnh hưởng. Do mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất ngày sẽ không vượt quá 30 độ. Về đêm trời chuyển dịu mát với mức nhiệt chỉ từ 25 đến 26 độ. Trở ra Bắc Bộ, sau 2 ngày mưa dông khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mát mẻ trong những ngày hè, thì đến hôm nay mưa dông đang giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn vào chiều tối và đêm. Trong ngày, trời có nắng trở lại, xen giữa những khoảng nhiều mây, nhiệt độ tăng lên đến mức 30 đến 33 độ, một vài nơi xấp xỉ hoặc trên ngưỡng 34 độ, bắt đầu có cảm giác oi bức trở lại. Nằm trong xu thế của thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội được dự báo hôm nay mưa giảm nhanh, trời có nắng, với cường độ càng lúc càng tăng dần. Do nắng nhiều nên mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 33 đến 34 độ, trời oi và nóng. Về tối và đêm mức nhiệt chỉ còn từ 26 đến 28 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn. Tiếp lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.